Bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi đọc báo buổi sáng. Tôi rất là thích đọc báo sáng bởi vì là là tôi thì chờ đợi tiếp một đọc báo cùng với anh Lê Thắng. <laughs> báo tuổi trẻ cuối tuần ha, rất là đặc biệt luôn quý vị. Tuần trước là nhìn lại năm 2021. Tuần này là chào 2022, rồi báo tuổi trẻ cười cũng ra rồi quý vị, rất là hay. Những số báo này chúng tôi sẽ điểm đến cho quý vị và các bạn trong những cái chương trình điểm báo Tết, sắp đến Tết rồi chuẩn bị Có chương trình. Có một gợi ý là báo nào dành cho tôi không? À, có rất là nhiều báo dành cho chị đây là báo phụ nữ Việt Nam đó à, ngày hôm nay thấy chị cũng rất là phụ nữ rất là hình nã luôn câu chuyện ở trên báo phụ nữ Việt Nam thì thưa quý vị và các bạn tiểu thương kỳ vọng sức mua tăng khi mà cái câu chuyện về bùng xanh bùng đỏ là một câu chuyện mà bây giờ chúng ta đều rất là quan tâm ngoài ra thì báo tuổi trẻ cũng có hẳn một cái chuyên đề liên quan đến câu chuyện về ngăn bán chui cổ phiếu phá thị trường À, trên báo tuổi trẻ sáng nay cũng có một cái bài rất là hay là tết này ta có về không của diễn viên hồng ánh viết ở trong chuyên mục thời sự và suy nghĩ cũng nói được nỗi lòng của rất là nhiều người và đặc biệt là những lao động ngoại tỉnh như là tôi hay bên chị hồng quyên ngoài ra thì thấy có một, một bài viết cũng rất là chú ý đó là nên thay biển số xe có quốc kỳ và mã qr đây là một bài báo mà Đúng, tôi thấy mà cũng là một bài bài tâm điểm rất là đáng tâm. chú ý, đáng quan tâm. Dạ vâng. À, còn ngoài ra thì đối với kênh VTC9 sẽ có rất nhiều lựa chọn không chỉ là của báo tuổi trẻ mà còn có các báo khác như là báo lao động, báo công thương, báo phụ nữ Việt Nam, báo Đại đoàn kết, báo pháp luật Việt Nam. Mỗi một, một đầu báo, một, một bài báo chúng tôi lựa chọn để hy vọng là có thể chuyển tải cho quý vị thấy là số ra của các mặt báo sáng nay họ miêu tả về cuộc sống mà qua góc nhìn của họ như thế nào. À, tôi xin được phép mở đầu bài báo đầu tiên đó là báo tuổi trẻ ở trang 16. Một bài viết đáng chú ý với nhan đề đó là nên thay biển số xe có quốc kỳ và mã QR. Với bài báo này được triển khai nội dung đó là theo như ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, ông có đánh giá rằng sáng kiến nghiên cứu biển số ô tô có gắn mã QR code có quốc kỳ của cục cảnh sát giao thông là đáng ghi nhận và trân trọng. Tuy nhiên thì ông Thanh cũng có cho rằng nếu mà quy chuẩn mới này được áp dụng thì không nên bắt người dân phải đổi biển số mới bởi vì hiện nay các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vừa chấp hành quy định đổi biển trắng sang biển vàng. Nếu mà lại tiếp tục bắt họ đổi biển mới nữa thì sẽ tốn kém thứ nhất là nhiều tiền bạc, thứ hai là thời gian, thứ ba công sức và còn rất nhiều loại phí khác chồng kèm trong khi đó thì ông Bùi Thanh, ông Bùi Danh Liên nguyên chủ tịch hiệp hội vận tải Hà Nội có cho rằng hiện thì cục cảnh sát giao thông chưa nên triển khai làm mẫu biển số ô tô mới gắn mã QR vì hiện nay thì dịch bệnh covid-19 đang phức tạp cơ quan chức năng nên để người dân tập trung vừa sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh những đề xuất mới nhằm hiện đại hóa quản lý đất nước quản lý giao thông vận tải thì tôi hoàn toàn ủng hộ nhưng mà cần phải chọn thời điểm phù hợp với tình hình xã hội kinh tế tâm tư nguyện vọng của người dân ông Liên có chia sẻ như vậy và nhân cơ hội đó để có thể làm ra một chính sách nó hợp lý nó hiệu quả hơn và nó có tính ứng dụng cao hơn chứ còn cái thời điểm này rõ ràng là không phù hợp rồi khi mà chúng ta vẫn đang phải gồng mình lên chống dịch và nó ảnh hưởng đến rất là nhiều mặt của đời sống quá rõ ràng đến mức tôi không cần phải nhắc lại ở đây cụ thể nhất là đối với chúng tôi những cái người mà lao động ngoại tỉnh như tôi cũng vừa chia sẻ phần đầu điểm báo đó chính là chúng tôi cần phải quay trở về nhà vào dịp tết và những cái chuyến bay nội địa thì đã sẵn sàng để mở cửa cho hàng không à, trong cái dịp đầu năm mới năm 2022 tuy nhiên lại đang chứng kiến những cái dấu hiệu vắng khách khi mà lửa vé những ngày gần đây đặt đều thấp, thấp đến giá vé máy bay dịp Tết giảm mạnh hơn so với mọi năm. Bình thường mỗi năm thì tôi thường mua vé về nhà, giá vé đâu đó là 3 4 triệu đồng. Năm nay tôi mua giá vé hai chiều. Chia sẻ với các bạn luôn là chỉ có khoảng 1,2 triệu đồng bao gồm cả thuế phí, rất rất là rẻ. Là Thực tế này. Rồi. À, chị tôi mua bao nhiêu? Với tôi với anh Cường mua nếu tính ra có khoảng 700 000 thôi cả khứ hồi đấy ạ. À. À nhưng mà tôi bay Việt Nam Airlines chị và nó có tới 23 ký hành lý thì nó không? À, vâng khá. tôi không có ký hành lý nào ngoài trái tim mang về cho mẹ thôi. Đó. Cho nên là chúng ta thấy là 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 rõ ràng là rất là nhiều trái tim cũng muốn mang à, hành lý về cho mẹ mang tiền về cho mẹ. Tuy nhiên năm nay thực tế rất là khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến ngành hàng không. Và thực tế thì cái việc điều chỉnh lại các cái slot bay trong dịp Tết thì chắc chắn sẽ cần phải được diễn ra bởi vì thực trạng này đang được phản ánh rất là rõ trong những cái ngày gần đây. Và bài viết trên báo Lao động trang 3 cũng phản ánh thực trạng này với nhan đề là đường bay nội địa đang có dấu hiệu thừa nguồn cung. Bài viết này thì đưa ra một cái dự đoán là dự kiến dịp Tết dâm dần năm 2022. Do ảnh hưởng của dịch và nhu cầu di chuyển thấp thì các hãng hàng không trong nước sẽ cung ứng khoảng 2,7 triệu ghế, chỉ bằng 70 đến 75% so với Tết năm 2021. Đồng thời các hãng bay cũng thông báo hành khách cần chủ động cập nhật các quy định về phòng chống dịch của các nhà chức trách được đăng tải trên website của các hãng và phương tiện thông tin đại chúng để đáp ứng điều kiện di chuyển. Trước tình trạng này thì nhiều hành không, nhiều hãng hàng không như là Vietjet, ngoài việc triển khai bán vé với nhiều mức giá hấp dẫn thì hãng cũng đang triển khai test nhanh miễn phí cho hành khách chẳng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Thành phố Hồ Chí Minh dỡ bỏ việc bắt buộc khách phải test khi đi tàu bay, nhiều người vẫn tự nguyện test trước khi bay và điều này khẳng định người dân luôn quan tâm đến sức khỏe và vấn đề phòng chống dịch bệnh. Rất là vui ạ. Cho dù là đã có rất nhiều những chương trình khuyến mãi, rất nhiều những cái rào cản nó được gỡ bỏ, thế nhưng mà ngành hàng không vẫn cứ rơi vào tình trạng phải gọi là dở khóc dở cười. Những ngành hàng khác thì cũng khó để có thể nở nụ cười trong những năm tháng khó khăn vì đại dịch Covid như thế này. Chẳng hạn như là về nông sản, trong lĩnh vực nông sản chúng ta đã từng thấy rất nhiều tin tức nói về chuyện ung ứ nông sản ở các cửa khẩu, thậm chí là vào dịp cuối năm. Chưa kể là trong riêng nội bộ của họ thì họ còn đúng là không biết khóc hay cười. Với câu chuyện là Bộ Công Thương đã trách nhiệm. À, và vai trò của Hiệp hội ngành hàng thì còn rất yếu. Đây là một trong những nội dung được chia sẻ trên báo Lao động nói về vấn đề giải cứu nông sản ủng ứ tại cửa khẩu. Thưa quý vị, trong bài viết này đáng chú ý khi họ có chia sẻ rằng trước tình trạng hàng nghìn xe hàng hóa nông sản ủng ứ tại cửa khẩu biên giới phía Bắc, thì hàng trăm xe thanh long phải quay đầu tiêu thụ trong nước với giá là như đổ đi. Nhiều ý kiến thì không đồng tình với những giải pháp được cho là cứng nhắc, không mới, không hiệu quả của Bộ Công Thương đặc biệt là vai trò của hiệp hội ngành hàng đang rất yếu. Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia kinh tế thương mại cũng cho rằng vai trò của hiệp hội ngành hàng đang rất yếu, xúc tiến chung chung, không có địa chỉ cụ thể, không có kế hoạch để giải tỏa hàng nghìn tấn hàng nông sản đang bị tắt ở biên giới trong thời gian qua. Ai bán, bán thế nào, bán với giá nào vẫn là vấn đề bỏ ngỏ. Sự bảo thủ, quan liêu cứng nhắc trong hệ thống phân phối là không thể phủ nhận. Với cái nhìn bớt khắc khe hơn, thì ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký của Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng bộ công thương lâu nay chỉ làm công tác xúc tiến thương mại đàm phán để mở cửa thị trường các hiệp định thương mại tự do mới không rành về sản xuất nông nghiệp nên cũng không thể thông cảm nếu mà có sai sót doanh nhân Phạm Thái Bình, tổng giám đốc công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An có nêu quan điểm rằng cũng không nên quy toàn bộ trách nhiệm cho Bộ Công Thương bởi đây là chiến lược giải pháp căn cơ lâu dài của ngành nông nghiệp Việt Nam về liên kết gắn với sản xuất với tiêu thụ theo hướng bền vững. Nếu mà không làm điều này thì nông sản Việt Nam bán đi cho Trung Quốc mãi mãi lép vế và thậm chí phải đổ bỏ dài dài. Đây là một bài viết đáng chú ý quý vị có thể tìm đọc trên báo Lao động trang 3 với nhan đề Giải cứu nông sản ùn ứ tại cửa khẩu, Bộ Công Thương đã trách nhiệm vai trò của hiệp hội ngành hàng còn yếu. Đây là một bài viết có thể nói là đưa ra rất đúng cái tình trạng hiện nay ở trong bộ công thương đó chính là chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện về những cái cơ quan chủ quản để bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ các ngành nữa. Câu chuyện về ngành thép trong thời gian gần đây đối với những cái kiện tụng cũng như là những cái tranh chấp, cái thị trường khởi xướng rất là nhiều những cái vụ kiện tụng tranh chấp liên quan đến ngành thép Việt Nam bởi vì năng lực phòng vệ của ngành thép cũng chưa đủ mạnh À, đối với cái ngành thép cho nên là những cái cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại là một trong những cái vấn đề rất cần phải thực hiện. Ngoài nhận thức của doanh nghiệp thì cảnh báo sớm này là một trong những cái yếu tố quyết định để đảm bảo phòng vệ thương mại không còn là rào cản lớn khi mà xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài. Và báo công thương ngày hôm nay có một bài viết rất đáng chú ý với nhan đề cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại, lá chắn thép để bảo vệ các doanh nghiệp. Hãy cùng với chúng tôi trích đọc ngay sau đây theo bà phạm châu giang phó cục trưởng cục phòng vệ thương mại qua kinh nghiệm ứng phó các vụ kiện của nước ngoài với hàng hóa xuất khẩu việt nam việc cảnh báo sớm cho doanh nghiệp về các nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành công trong các vụ kiện bởi thông thường khi các nước ra thông báo điều tra chỉ trong thời gian rất ngắn nhu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin lại thì là rất lớn hiện thông qua hệ thống cảnh báo sớm cục phòng vệ thương mại theo dõi các, à, sát các biến động với các số liệu xuất nhập khẩu qua đó để tìm ra dòng chảy thương mại mang tính chất bất thường khi phát hiện ra dấu hiệu nguy cơ, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các thương vụ ở Việt Nam, ở nước sở tại để tìm hiểu thông tin kỹ hơn về động thái của ngành sản xuất của thị trường xuất khẩu. Đồng thời, cục phòng vệ thương mại hợp tác với cơ quan chức năng của các đối tác thương mại nhằm ngăn chặn các hành vi mạo nhận xuất xứ Việt Nam, lẫn tránh biện pháp phòng vệ thương mại một cách bất hợp pháp. Ngoài ra, trên báo Công Thương trang 3 cũng đưa ra ý rất là nhiều ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này. Quý vị và các bạn quan tâm mời tìm đọc ở trên báo Công Thương số ra sáng nay. Từ cảnh báo cũng là một trong những từ khóa trong bài báo tiếp theo mà tôi gửi tới quý vị và các bạn. Những ngày cuối năm không biết là ở nhà quý vị, ở khu phố quý vị có nhận được những thứ như là tôi nhận. Chẳng hạn như tôi được công an phường tới phát cho một tờ giấy nói về tình hình trộm cắp và cũng như là về an ninh trật tự cuối năm diễn biến rất là phức tạp. Đó là ở tại thành phố Cần Thơ như thế. Còn ở trên báo Phụ Nữ có một bài viết rất đáng chú ý chia sẻ về câu chuyện là tội phạm cướp ngân hàng hàng ngày liều lĩnh cách để thỏa mãn đam mê trái luật. Và trong bài viết này có chia sẻ một số nội dung mà tôi nghĩ rất đáng quan tâm cho quý vị về loại hình tội phạm này. Một chuyên gia về tội phạm có phân tích nguyên nhân có thể là do người trẻ ăn chơi, thiếu tiền cho nên túng quá mà làm liều. Ví dụ như là trường hợp của Phùng Thị Thắng xông vào chi nhánh Techcombank để cướp với mục đích là có tiền để đi vào showbiz. Vì này có cho rằng điều đó phản ánh sự lệch lạc về nhận thức của một bộ phận giới trẻ hoặc là trường hợp có tin cướp ngân hàng Vietcombank ở Hải Phòng thì chia sẻ sau khi cướp được hơn 3,5 tỷ đồng đối tượng này đã đến ngay showroom để mua một con xe mơ ước của mình với giá 700 triệu đồng. Theo như Trung tá Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, cần đẩy mạnh giáo dục gia đình. Gia đình phải là chủ thể để quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kiểm soát được quát mếu quan hệ xã hội của các con em của mình để kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hành vi lệch lạc sai trái. Bên cạnh đó, thì gia đình phải bồi dưỡng giáo dục cho con người chưa thành niên, nhận thức được đúng và hành vi chuẩn mực có kiến thức pháp luật. Ngoài ra thì giáo dục nhà trường cũng rất quan trọng, nhà trường cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc chăm sóc giáo dục học sinh, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhà trường và phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa nhà trường với gia đình trong việc trao đổi thông tin để cùng quản lý, giáo dục các em phát triển toàn diện.